Số 14 Ke Yu Sun, số 16 Chen Yu Yu, số 17 Pi Wen Yuan, số 19 Tashi Quyên Đào và số 20 đội trưởng Ngô Trình Trình. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng Đài Bắc Trung Hoa đó là ông Ten Yang Min. Còn đây là đội hình sẽ xuất phát trong trận đấu đầu tiên. Huỳnh Thị Quế Nhi vào số 2, đội trưởng Đoàn Thị Mỹ Tuyền, số 9 Trần Nguyễn Quý Huyền, số 20 Nguyễn Thị Bích Tuyền, số 15 Phạm Thị Cẩm Linh và số 20 Trần Thị Bích Thủy. Huấn luyện viên trưởng là ông Phạm Minh Dũng. Như vậy là ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu trong trang phục áo vàng. Để trận đấu có thể diễn ra, đề nghị quý vị tắt đèn flash, không dùng máy tính chụp ảnh. Và như vậy là đội Đài Bắc Trung Hoa sẽ thực hiện quả phát bóng đầu tiên của trận đấu. Phòng ngự tốt và cơ hội dành cho Bích Tuyền. Bóng ngoài sân rồi. Rất đáng tiếc trong thời điểm đầu tiên của trận đấu này, các cô gái trẻ của chúng ta đã có cơ hội. Tuy nhiên thì cảm giác bóng của Bích Tuyền trong cú đập đầu tiên vẫn chưa thực sự tốt và bóng đã đi ra ngoài sân. Sự khởi đầu đang chưa thực sự tốt với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Tuy nhiên thì nhập cuộc bao giờ cũng là một điều khó khăn với các tuyển thủ trẻ, nhất là khi họ đang thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, dưới sự chờ đợi rất lớn của người hâm mộ tỉnh Hà Tĩnh cũng như là hàng triệu khán giả hâm mộ bóng chuyền cả nước đang theo dõi qua các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là cơ hội cho chúng ta liên điểm, vẫn chưa thể dứt điểm thành công. Đó là một tình huống xử lý chưa thực sự tốt của Trần Nguyễn Quý Huyền. Đang có những chệch choạc về mặt tâm lý khi những bước xử lý vẫn chưa thực sự nhuyễn. Không thành công. Như vậy là đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia Việt Nam đã có điểm số đầu tiên trong trận đấu này. 1-3. Đó là một tình huống mà phòng ngự hàng sau của trường Đại học Đài Bắc Trung Hoa không thực sự hiểu ý nhau. Bóng ngoài. Thêm một điểm số nữa dành cho đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam. 2-3. Những điểm số thực sự ý nghĩa trong việc củng cố tinh thần khi mà chúng ta chưa có được sự nhập cuộc tốt nhất. Bỏ nhỏ thành công. Một phương án tấn công tốt của đối phương. Khoảng trống giữa hàng trước và hàng sau của chúng ta là khá lớn trong tình huống vừa rồi. Và trong tình huống đó thì đội bạn đã khai thác thành công để cắt được chuỗi lên điểm của tuyển trẻ Việt Nam. Bóng ngoài.
Ở pha bóng vừa rồi thì Đoàn Thị Mỹ Tiên đã phán đoán tốt và không tham gia xử lý bước 1. Tình huống thực hiện quả phát bóng không qua lưới của Phạm Thị Cẩm Linh. Cẩm Linh năm nay mới bước sang tuổi 18. Và chắc chắn những giải đấu như thế này ở đẳng cấp quốc tế sẽ giúp cho không chỉ Cẩm Linh mà các cô gái của tuyển trẻ Việt Nam sẽ trưởng thành hơn rất nhiều khi có cơ hội cọ sát với rất nhiều những đội bóng đến từ các nền bóng chuyền phát triển. Khoảng cách giờ chỉ còn là một điểm mà thôi, 4-5. Bích Tiền sẽ thực hiện quả phát bóng này. Chắn bóng ra ngoài. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, Quế Nhi và Bích Thủy đã phán đoán và tham gia bám chắn thành công. Nhưng tình huống chắn bóng ra ngoài đã chưa thể giúp cho các cô gái trẻ của đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia Việt Nam có thêm điểm. Phòng ngự tuyến sau rất tốt. Dù cho đó là một tình huống xử lý vẫn chưa thành công, nhưng chúng ta có thể thấy trong những miếng đánh của tuyển trẻ Việt Nam, một phần thì lực đánh và độ khó là chưa cao, nhưng cũng một phần khi mà phòng ngự hàng sau của trường Đại học Đài Bắc Trung Hoa đang được triển khai khá tốt. Điểm đá 3-7-5. Các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng vẫn đang rất nỗ lực trong việc đeo bám về mặt điểm số. Kể từ đầu set đấu đầu tiên này, chúng ta vẫn đang liên tục bị đối phương dẫn điểm. Chắn bóng không thành công, chỉ có một mình Mỹ Tiên tham gia bám chắn trong pha đánh vừa rồi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để nói mà huấn luyện viên Phạm Minh Dũng sẽ phải truyền đạt cho các học trò của mình. Chúng ta khởi đầu không thực sự tốt khi mà những pha xử lý bước 1 vẫn còn khá trịch choạc, và điều này đã khiến cho đội hình của tuyển trẻ Việt Nam bị sộc sạch trong những thời điểm đầu tiên. Trên băng ghế huấn luyện của tuyển trẻ Việt Nam có trợ lý huấn luyện viên Phạm Kim Huệ, một trong những vận động viên luôn thi đấu và có tinh thần rất tốt khi còn khoác áo màu áo của đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam, và chắc chắn kinh nghiệm của chị dành cho thế hệ đàn em sẽ là bổ ích, đặc biệt là vào thời điểm hiện tại khi mà chúng ta đang nhập cuộc chưa thực sự tốt. Tổ chức tấn công tương đối bài bản với pha dứt điểm của đội trưởng Đoàn Thị Mỹ Tiên. Đoàn Thị Mỹ Tiên cũng là vận động viên năm nay bước sang tuổi 18. Trong pha đánh vừa rồi, chúng ta có hai vận động viên tham gia bám chắn, đó là Mỹ Tiên và Cẩm Linh. Nhưng một lần nữa thì đối phương vẫn khai thác được khoảng trống giữa hai tay chắn của chúng ta. Đã hơn một lần, những miếng đánh như vậy mang lại điểm số cho đối phương, và đây cũng là một điều
mà huấn luyện viên Minh Dũng sẽ cần phải điều chỉnh cho các học trò của mình. Phòng thủ trên lưới của chúng ta chưa thực sự tốt. Sự đeo bám về mặt điểm số vẫn đang diễn ra với những nỗ lực của tuyển trẻ Việt Nam. Thế nhưng khoảng cách 2 điểm vẫn chưa thể san lấp. 7-9. Cơ hội. Mỹ Tiên. Một đường chuyền chưa thực sự vừa tầm với pha vào đà của Mỹ Tiên. Phòng thủ tốt. Khánh Đăng đang phòng thủ rất hay. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Có sự tham gia bám chắn của Bích Tuyền, cầu thủ có chiều cao tốt nhất trên sân. Cầu thủ công của chúng ta, Bích Tuyền, có chiều cao 1m86. Thế nhưng kể từ đầu trận đến giờ, không có nhiều cơ hội để thực hiện những đường truyền cho Bích Tuyền khi mà những pha xử lý trước đó từ bước 1 vẫn chưa thực sự ổn định. Việc để cho đối phương gia tăng khoảng cách lên thành 4 điểm đã buộc huấn luyện viên Phạm Minh Dũng phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Tuyền. Lỗi dính bóng từ pha xử lý của Quý Uyên. Chỉ có thể là tâm lý thôi với những pha xử lý mắc lỗi trong một tình huống có phần đơn giản như vừa rồi. Cuối cùng thì Bích Tuyền cũng đã có cơ hội để dứt điểm với một miếng đánh quen thuộc của mình. Ưu thế về mặt chiều cao đã giúp cho Bích Tuyền có một pha đập bóng cắm. Vẫn đang là một khoảng cách tương đối lớn về mặt điểm số. Và lối chơi của tuyển trẻ Việt Nam thì vẫn đang cần tới những điều chỉnh. Đặc biệt là ở vấn đề về mặt tâm lý. Sự chệch choạc nhất định vẫn đang có trong lối chơi. Đội tuyển trẻ Việt Nam của chúng ta tham dự giải bóng truyền hình quốc tế VTV Cup ống nhựa hoa sen 2018 với nòng cốt chính là đội tuyển vừa có được thứ hạng 6 tại giải bóng truyền U19 châu Á diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên với việc thi đấu dưới sự cổ vũ của khá đông khán giả nhà, cũng luôn có yếu tố hai mặt hoặc sẽ giúp cho tinh thần của các vận động viên hưng phấn hơn rất nhiều. Còn với tuyển thủ trẻ, đôi khi cũng là một áp lực, nhất là khi đây đang là trận đấu đầu tiên của tuyển trẻ Việt Nam.
cơ hội. Đánh bóng tốt. Pha dứt điểm vừa rồi của Bích Thủy. Điểm đánh ở vị trí số 3. Libero Khánh Đang đã quay trở lại sân. Điều này sẽ giúp cho khả năng phòng ngự hàng sau của đội tuyển Việt Nam sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Nỗ lực cứu bóng của Đài Bắc Trung Hoa và đây là cơ hội tiếp theo dành cho tuyển trẻ Việt Nam. Đánh bóng tốt. Như vậy là huấn luyện viên Phạm Minh Dũng sẽ có hai sự thay đổi người. Kênh truyền 2 Đặng Thu Huyền sẽ được tung vào sân và cùng với đó là Phan Khánh Vy. Bóng ngoài. Các cô gái của trường đại học Đài Bắc Trung Hoa cho rằng bóng đá chạm tay chắn. Thế nhưng quyết định cuối cùng từ phía các trọng tài thì đó làm tình huống đánh bóng đi ra ngoài và điểm số cho tuyển trẻ Việt Nam. Chỉ có Quế Nhi theo chắn. Những pha tấn công của đối phương vẫn đang nhanh hơn sự phán đoán của hàng chắn bên phía tuyển trẻ Việt Nam một nhịp. Phòng thủ trên lưới cũng là một trong những yếu tố mà huấn luyện viên Phạm Minh Dũng cần phải đưa ra những điều chỉnh cho các học trò của mình. Trong những tình huống mà chúng ta phán đoán và theo chắn thành công thì khoảng cách giữa hai tay chắn lại là một khoảng cách mà đối phương có thể ghi điểm. Còn đa số những tình huống mà Đại học Đài Bắc Trung Hoa ghi điểm kể từ đầu trận đến giờ đó đều là những tình huống tấn công khá dễ dàng ở trên lưới khi thường là chỉ có một vận động viên của chúng ta tham gia bám chắn. Hy vọng là sau khoảng thời gian hội ý kỹ thuật vừa rồi, những điều chỉnh của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng sẽ giúp cho các học trò có được một thế trận tốt hơn. 13-16. Rất tốt. Đó là một tình huống xử lý ngay từ bước 2 của Đài Bắc Trung Hoa và đã gây ra những bất ngờ cho cả hai tuyến của đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam. Khánh Đàng đã rất nỗ lực nhưng không thể cứu bóng trong tình huống vừa rồi. Đi tiền. Đánh bóng tốt.
Cẩm Linh đã quay trở lại sân và điều này sẽ giúp cho tấn công của tuyển trẻ Việt Nam có thêm nhiều sự lựa chọn. Trận đấu thứ nhất chúng ta đã nhập cuộc không thực sự tốt và điều này khiến cho tuyển trẻ Việt Nam phải đóng vai đội bóng phải bám đuổi về mặt tỷ số. Trong tình huống vừa rồi thì Mỹ Tiên đã bị bắt bài. Miếng tấn công biên của tuyển trẻ Việt Nam vẫn đang diễn ra khá chậm. Và điều này đã khiến cho hàng chắn của đối phương thường có sự phán đoán và chuẩn bị trước. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã có sự điều chỉnh ở vị trí truyền hai khi tung cây truyền hai Đặng Thu Huyền, cầu thủ đang thi đấu trong màu áo của thông tin Liên Việt Postbank vào sân để tạo ra sự khác biệt và tìm được tiếng nói chung hơn với các mũi tấn công như là Mỹ Tiên hay là Cẩm Linh. Tuy nhiên thì trận đấu đầu tiên đã trở nên hết sức khó khăn khi mà tuyển trẻ Việt Nam đã để cho Đại học Đài Bắc Trung Hoa lên được điểm số thứ 20 và có khoảng cách là 6 điểm vào thời điểm hiện tại. Như vậy là Bích Tuyền đã quay trở lại sân. Một sự bổ sung cho hàng công với những miếng đánh ở tầm cao. Phòng thủ tốt nhưng không thể đưa ra một tình huống tổ chức tấn công. Một tình huống tổ chức tấn công và đánh bóng dọc biên của trường Đại học Đài Bắc Trung Hoa. Mười sáu hai mươi, khoảng cách là 4 điểm. Dù cho cơ hội lật ngược tình thế trong trận đấu này là không nhiều nhưng đang nhen nhóm trong lối chơi của các học trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Mỹ Tiên. Có cảm giác như những pha vào đà của Mỹ Tiên vẫn đang lạc nhịp trong những tình huống chuyền hai. Sau rất nhiều nỗ lực thì khoảng cách đang được rút ngắn dần. Giờ là 3 điểm. Lần này thì không có cơ hội phòng ngự cho các cô gái của chúng ta. Một miếng đánh khá tốt của đối phương. Trận đấu đầu tiên đã chỉ ra rất nhiều điều mà chúng ta còn chệch choạc, một sự khởi đầu không tốt và điều này đã dẫn đến cự ly đội hình của tuyển trẻ Việt Nam đã không thực sự ổn định, dẫn theo đó là khả năng
tổ chức tấn công cũng như là phòng ngự trên lưới cũng chưa được triển khai theo đúng bài. Bích Tuyền, bóng ngoài, điểm số cho tuyển trẻ Việt Nam 19-22. Như vậy là ban huấn luyện của đội tuyển trường đại học Đài Bắc Trung Hoa đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Đây đang là những thời điểm then chốt trong trận đấu đầu tiên, và có lẽ thì trường đại học Đài Bắc Trung Hoa không muốn đánh mất chiến thắng trong trận đấu đầu tiên này. Sự cẩn trọng đến trong những toàn tính của huấn luyện viên Đại học Đài Bắc Trung Hoa ông Tan Yan Min. Điểm số đang là 19-22. Nếu như có thêm một điểm số nữa thì chắc chắn sức ép tâm lý dành cho trường Đại Bắc Trung Hoa sẽ trở nên lớn hơn. Và chúng ta có được điều này. Một pha chắn bóng tốt của Quế Nhi. 20-22. Bây giờ thì tinh thần của tuyển trẻ Việt Nam sẽ trở nên tốt hơn. Còn sức ép cũng vì thế dành cho trường Đài Bắc Trung Hoa. Hãy chờ xem điều gì xảy ra. Cơ hội dành cho tuyển trẻ Việt Nam. Bích Tuyền, bóng trong sân. 21-22. Một pha đánh xuyên chắn của Bích Tuyền. Bóng rơi vào vị trí khá hiểm ở cuối sân. Khoảng cách chỉ còn là 1 điểm mà thôi. Tiếp tục là một cơ hội nữa. Lỡ mất cơ hội rồi. Ở tình huống trước đó, nếu như Quý Uyên có một đường truyền tốt hơn dành cho Bích Thủy với một pha đánh nhú thì có lẽ tình thế đã khác. 23-21. Rất tốt. Một pha tổ chức tấn công chiến thuật. Đúng là khi tâm lý đã trở nên tốt hơn thì các cô gái của tuyển trẻ Việt Nam cũng đã mạnh dạn hơn. Vừa rồi chúng ta có thể cảm nhận được cây trên hai Quý Uyên đã vui mừng như thế nào khi thực hiện một tình huống tấn công chiến thuật tốt dành cho các đồng đội. Khánh Đang phòng ngự tốt. Bích Tuyền, không phải Bích Tuyền. Phòng ngự tuyệt hay. Cơ hội. Chắn bóng ra ngoài. Không phải, bóng đá chạm vạch thi đấu. Bóng chưa ra ngoài. Rất đáng tiếc. 24-22. Tấn công tốt của Bích Thủy. Một tình huống tấn công và được tổ chức theo bài khá nhuyễn. Số 14 Kê Yu Sun, số 16 Chen Yu Yu, số 17 Pi Yuan Yuan, số 19 Tashi Quyên Đào và số 20 đội trưởng Wu Chinh Trinh. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng Đài Bắc Trung Hoa đó là ông Tan Yan Min. Còn đây là đội hình sẽ xuất phát trong trận đấu đầu tiên. Huỳnh Thị Quế Nhi vào số 2, đội trưởng Đoàn Thị Mỹ Tuyền,
số 9 Trần Nguyễn Quý Huyền, số 20 Nguyễn Thị Bích Tuyền, số 15 Phạm Thị Cẩm Linh và số 20 Trần Thị Bích Thủy. Huấn luyện viên trưởng là ông Phạm Minh Dũng. Như vậy là ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu trong trang phục áo vàng. Để trận đấu có thể diễn ra, đề nghị quý vị tắt đèn flash, không dùng máy máy tính chụp ảnh. Và như vậy là đội Đài Bắc Trung Hoa sẽ thực hiện quả phát bóng đầu tiên của trận đấu. Phòng ngự tốt và cơ hội dành cho Bích Tuyền. Bóng ngoài sân rồi. Rất đáng tiếc trong thời điểm đầu tiên của set đấu này, các cô gái trẻ của chúng ta đã có cơ hội. Tuy nhiên thì cảm giác bóng của Bích Tuyền trong cú đập đầu tiên vẫn chưa thực sự tốt và bóng đã đi ra ngoài sân. Sự khởi đầu đang chưa thực sự tốt với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng. Tuy nhiên thì nhập cuộc bao giờ cũng là một điều khó khăn với các tuyển thủ trẻ, nhất là khi họ đang thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, dưới sự chờ đợi rất lớn của người hâm mộ tỉnh Hà Tĩnh cũng như là hàng triệu khán giả hâm mộ bóng chuyền cả nước đang theo dõi qua các kênh sóng của Đài Truyền Việt Nam. Đây là cơ hội cho chúng ta liên điểm, vẫn chưa thể dứt điểm thành công. Đó là một tình huống xử lý chưa thực sự tốt của Trần Nguyễn Quý Huyền. Đang có những chệch choạc về mặt tâm lý khi những bước xử lý vẫn chưa thực sự nhuyễn. Không thành công. Như vậy là đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia Việt Nam đã có điểm số đầu tiên trong trận đấu này, 1-3. Đó là một tình huống mà phòng ngự hàng sau của trường Đại học Đài Bắc Trung Hoa không thực sự hiểu ý nhau. Bóng ngoài. Thêm một điểm số nữa dành cho đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam, 2-3. Những điểm số thực sự ý nghĩa trong việc củng cố tinh thần khi mà chúng ta chưa có được sự nhập cuộc tốt nhất. Bỏ nhỏ thành công, một phương án tấn công tốt của đối phương. Khoảng trống giữa hàng trước và hàng sau của chúng ta là khá lớn trong tình huống vừa rồi. Và trong tình huống đó thì đội bạn đã khai thác thành công để cắt được chuỗi lên điểm của tuyển trẻ Việt Nam. Bóng ngoài. Ở pha bóng vừa rồi thì Đoàn Thị Mỹ Tiên đã phán đoán tốt và không tham gia xử lý bước một. Tình huống thực hiện quả phát bóng không qua lưỡi của Phạm Thị Cẩm Linh. Đề nghị không dùng đèn flash.
Cẩm Linh năm nay mới bước sang tuổi 18. Và chắc chắn những giải đấu như thế này ở đẳng cấp quốc tế sẽ giúp cho không chỉ Cẩm Linh mà các cô gái của tuyển trẻ Việt Nam sẽ trưởng thành hơn rất nhiều khi có cơ hội cọ sát với rất nhiều những đội bóng đến từ các nền bóng chuyền phát triển. Khoảng cách giờ chỉ còn là một điểm mà thôi, 4-5. Bích Tiền sẽ thực hiện quả phát bóng này. Chắn bóng ra ngoài. Rất đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, Quế Nhi và Bích Thủy đã phán đoán và tham gia bám chắn thành công. Nhưng tình huống chắn bóng ra ngoài đã chưa thể giúp cho các cô gái trẻ của đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia Việt Nam có thêm điểm. Phòng ngự tuyến sau rất tốt. Dù cho đó là một tình huống xử lý vẫn chưa thành công, nhưng chúng ta có thể thấy trong những miếng đánh của tuyển trẻ Việt Nam, một phần thì lực đánh và độ khó là chưa cao, nhưng cũng một phần khi mà phòng ngự hàng sau của trường Đại học Đài Bắc Trung Hoa đang được triển khai khá tốt. Các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng vẫn đang rất nỗ lực trong việc đeo bám về mặt điểm số. Kể từ đầu set đấu đầu tiên này, chúng ta vẫn đang liên tục bị đối phương dẫn điểm. Chắn bóng không thành công, chỉ có một mình Mỹ Tiên tham gia bám chắn trong pha đánh vừa rồi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để nói mà huấn luyện viên Phạm Minh Dũng sẽ phải truyền đạt cho các học trò của mình. Chúng ta khởi đầu không thực sự tốt khi mà những pha xử lý bước 1 vẫn còn khá trịch choạc, và điều này đã khiến cho đội hình của tuyển trẻ Việt Nam bị sộc sạch trong những thời điểm đầu tiên. Trên băng ghế huấn luyện của tuyển trẻ Việt Nam có trợ lý huấn luyện viên Phạm Kim Huệ, một trong những vận động viên luôn thi đấu và có tinh thần rất tốt khi còn khoác áo màu áo của đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam, và chắc chắn kinh nghiệm của chị dành cho thế hệ đàn em sẽ là bổ ích, đặc biệt là vào thời điểm hiện tại khi mà chúng ta đang nhập cuộc chưa thực sự tốt. Tổ chức tấn công tương đối bài bản với pha dứt điểm của đội trưởng Đoàn Thị Mỹ Tiên. Đoàn Thị Mỹ Tiên cũng là vận động viên năm nay bước sang tuổi 18.